Liêu 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 rồi hết gọi rồi nè. Anh Năm thường thường nói câu gì anh Năm? Khán giả phàn nàn quá vậy anh Năm nhảy nhảy là sao? Tại vì ta nói là con ếch rồi đó. Mình biểu diễn tạc cái lúc bắt ha. Bắt ếch rồi đó. Cái khán giả nói là anh Năm là cái gì nết vậy? Gì nó 17 không ta là gì? Cái gì nó mình hài hước đồ chơi nó vui. Anh Năm gửi lời luôn đi, thí dụ bây giờ khán giả thích anh Năm thì anh khán giả xem, không thích anh Năm thì cũng lướt qua, đừng có nói nặng anh đang buồn. Bây giờ chúc anh em trên cộng đồng mạng và với mấy chị em và với mấy em phi tấp là với nước trong nước ngoài là một lời chào thân thương nhất. Rồi xin chào là anh Năm nói chuyện cho mấy em like vô đi nói chuyện cho nghe. Rồi sao nay xù đầu dữ vậy anh Năm? Xù đầu mấy điện hoài ghi rồi nói cái gì đâu không à. Chóng mặt luôn rồi. Mấy chị em ơi like vô, dắt tối mấy chị em đi mặn về like vô đi. Giải trí anh Năm. Giải trí rồi chơi. Bất cho vui, nhà vui cửa, ăn uống anh em vui mà không bị gọi nữa ha. Bây giờ anh Năm không có tuyển vợ cũng la anh Năm rồi, giờ anh Năm làm vui cũng la. Khó quá. Cái gì khó chứ làm dâu chăm họ mà. Không, mình làm vấn đề này mình không có nói tới, nhưng mà thí dụ mà đừng có gọi điện thoại nhiều thôi, cái kiểu như vậy. Còn mình vẫn tiếp thu tất cả những ý kiến mà, nó có vấn đề gì đâu. Anh Năm gửi lời luôn ơi, anh chị em nào có điện thì điện, hôm nay ngày mai anh Năm là thay số rồi. Rồi bây giờ chị em nào có là điện thì điện nha, ngày mai là anh Năm mới mua sim về đổi số rồi đó. Rồi không còn cơ hội rồi. Móc sim ra luôn anh Năm. Móc ra coi thử đi. Đây là tôi là thay số rồi. Không còn cơ hội nữa, đây. Rồi, đúng rồi. Anh Năm có sim gàng gàng nha đâu. Đó, sim gõ gàn nha, chứ không phải là ấy đâu nha. Đó, mua rồi đó. Là ngày mai là hết điện anh Năm được rồi. Gọi anh Năm một lần đó. Cho gọi nữa đi, bây giờ gọi vô đi. Liêu liêu rồi. Hết gọi rồi. Anh Năm thường thường nói câu gì anh Năm? Ai chơi măng thì ta giả đi, đợi cho người bớt giận nắm khuyên. Cái đó cắt vô đi. Rồi nha, bây giờ chúc anh em chị em trên cộng đồng mạng đó giờ nói chuyện nè. Bây giờ anh Năm là bệnh rồi nha, anh Năm ta điện với phần bị đi mưa quá bệnh rồi, xù đầu rồi, giật tóc gáy rồi, xù đầu rồi chị em ơi. Gọi mấy trăm cuộc luôn hết chứ Năm. Gọi miết rồi, gọi lớp đàn ông bài chữ gom sùm hết rồi. Tôi có làm gì chứ trời. Chị em phụ nữ gọi quá trời luôn, chú Năm nghe không kịp luôn. Nghe quá trời. Gọi máy của chú Năm hơi chậm nữa, bắt máy không kịp, chị em giận nữa. Mấy vị khán giả cứ thoải mái. Ở đây như coi là một cái kênh anh Năm làm hài để cho vui đi. Vui thôi. Thì bây giờ anh chị hài mà không vui thì mình nép, mình cũng đâu có gì đâu. Đúng anh Năm? Đúng rồi. Uống thuốc chưa? Uống rồi. Uống thuốc gì nha? Có uống thuốc nó bị cảm. Thuốc chị Dân còn luôn hả? Ừ. Rồi cái tấm lòng mà tới giờ này tôi vẫn còn luôn. Còn thuốc luôn. Cũng phải uống hết anh Năm. Phải uống hết. Tấm lòng của chị Dân mà. Ừ. Đúng rồi. Uống hết luôn. Qua giờ chị Dân có gọi cho anh Năm? Không gọi nữa. Nghỉ gọi ha, không có thăm chân ha. Không. Thôi vậy thôi đi. Nhắc tới buồn nữa. Nhắc chi chuyện cũ đau lòng lắm người ơi. Người đời bằng ánh mắt xin em tìm lãng quên. Alo, nghe. Lớn lên. Ai vậy? Hả? Chỗ này có phải số anh Năm Thù Riêng không? Không có, lộn số rồi anh ơi. Lộn số rồi, anh ở đâu vậy? Lộn số rồi anh ơi. Lộn số rồi. Chú mà nghe nói lên cái chửi. Ngờ anh Năm nói gì là ai gọi lại. Thấy bao viết cách hình đờ, không đi đạt được, xin viết cách vui lòng ngồi này sao? Bây giờ mà ai gọi anh Năm là... Anh Năm nói vậy luôn nha Năm. Phải, bây giờ ai gọi anh Năm là sẽ gặp trợ lý của anh Năm, đó là tổng đài của Viettel sẽ trả lời là thấy bao viết cách vui gọi. Anh Năm có trợ lý rồi đó.
Chứ kỳ á chứ gọi chứ đó là mà... bây giờ thí dụ không thích thì thôi à, mà không thích thì thôi sao mà cái mắt gọi lên chứ thì gọi lên chứ à. Thí dụ như mình bây giờ như thí dụ tôi có sầu riêng bao nhiêu, có đất nhiều kệ tôi rồi bây giờ mắc cái gì chứ tôi là tụi suy nghĩ là như thế nào trời, cũng tức không hiểu sao luôn á nè, không hiểu sao mà chứ người ta không biết à. Thì khúc em nói năm nghe nó nói vui thôi nè. Lỡ khi năm nay cái từ khóa đó là sầu riêng, mà lỡ khi ngày hôm mấy tháng sau mà sầu riêng mà lên giá hay là người nông dân người ta trúng sầu riêng một cái nào bắt đầu là những cái chủ doanh nghiệp sầu riêng người ta tới người ta cảm ơn anh Năm lắm luôn á. Thiệt trên luôn hả, thằng Trang luôn, tại vì sầu riêng bây giờ là cái từ khóa rất là hot, mà lỡ khi năm nay sầu riêng trúng một cái nữa đi rồi thấy à, tới nhà anh Năm giao lưu là ờ nhờ có anh Năm cái Trang sầu riêng nó mới nổi lên vậy đâu mà sầu riêng được giá thì... đó. Nhà anh Năm á thì mấy cái vựa sầu riêng người ta chú ý nhiều hơn á. Dạ anh nói về em nào cái điện nha, để chúng nó làm bên ngày mai là tôi thay sim rồi đó, tôi nói trước. Thay sim trước luôn á. Thay sim thay áo. Ừ. Bây giờ là bây chú... giờ cho tới mấy giờ là ngưng nè anh Năm. Giờ cho khoảng mình cho tới 9 giờ rưỡi là ngưng không? 9 giờ rưỡi là ngưng ừ. Ngưng tiếp phải không? Ờ, thay sim luôn á. Anh Năm bây giờ không còn dễ dãi như xưa nữa. Ồ, đâu. Giờ Năm phải căng thẳng lại mới được chứ. Đúng chơi rồi. Gì mấy Nhật Kiều như gì, Nhật Kiều Mỹ Tho gì điện gì hưu bảo đảm anh Năm đi gì thôi mệt Năm, quá. Anh Năm không có dễ dãi như xưa. Ồ, Năm chạy gì. Dễ dãi còn hơn xưa nữa. Thôi, không dễ dãi nữa rồi. Lên chữ tôi cũng gần chết tôi. Em nói thiệt nè anh Năm chia sẻ đi. Nhưng mà anh Năm nghe những cái cuộc đời anh Năm buồn không? Buồn chứ. Chứ thấy gọi vui đâu, gọi gì đâu mà này kia. Ừ. Ví dụ mà những cái cuộc gọi, ví dụ mà người ta góp ý mình cái là mình hơi lố thì mình sẽ sửa đúng không? Còn ví dụ mà mình cảm thấy mình làm vui cho cuộc sống thì thôi, thì anh Năm cứ mỗi người có cuộc sống mà. Thì ai cũng có cái mà... bây giờ ai cũng có cái cuộc sống hết đây chứ, bây giờ mỗi một người một cái bên, như thí dụ người ta có đất có vườn thì người ta làm vườn. Một cái người ta ở ngoài chợ thì người ta bán là tạp hóa. Đúng không? Rồi cái người anh em thì đi làm cái chuyện này chuyện kia, người lên bên làm nghề điện, làm bên nghề thông tin. Vậy mình, đó. Làm cái điều gì mà miễn không vi phạm. Đừng vi phạm là với dân với là luật pháp là được. Đúng rồi, mình không có làm điều gì. Rồi sao mà không làm gì mà cùng bị chữ là chữ làm sao? Cái này em không có suối anh Năm nha. Ngoài chữ chết. Đã. Nói về cái những cái cảm nghĩ của anh Năm thôi là nhiều khi bị dạy cũng buồn đúng không? Ừ. Bây giờ như thí dụ người ta điện lên hỏi phải số này của anh Năm sầu riêng không, thì hỏi là bây giờ Năm sầu riêng làm bông trái như thế nào, đi phân như thế nào, người ta chỉ cho chỉ luôn hả Năm. Có ai mà muốn mà tư vấn về cái cách trồng sầu riêng đây nè, tới thì có gàng sầu riêng ta là lá xanh dày đàng hoàng, trồng cái mà kỹ thuật có phải kỹ thuật mới được chứ không có kỹ thuật sao được. Đó, bây giờ muốn thằng Năm dạy về kỹ thuật mới ăn. Đâu phải là cả nhà thấy cái cây mà nó lớn vậy đâu, phải là một đơn giản đâu. Được, một cái quá trình mà phải chăm sóc đó chứ không phải đơn giản, rất là khó chăm đó. Rất là khó luôn. Khó lắm, sầu riêng khó trồng. Có nhiều người ta không hiểu anh Năm, ta nói là trời ơi sầu riêng gì vậy, trời thật chất là khó. Biết 5 năm để dưỡng trong cái cây mà cái lá dày và xanh như vậy rất là khó. Khó lắm chứ, phần thuốc gì đó. Chăm bón còn kỹ hơn là đứa nít nữa. Nghề nông mà khi mỗi khi người ta ra thành phẩm ai cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, không phải là cái chuyện đơn giản mà để cây đó sao nó mọc tự có trái đâu. Đôi lúc là chỉ có những người trong làm nông người ta mới hiểu cái nhìn cái cây đó nó sẽ có giá trị như thế nào, mà chỉ những cái cây này còn giá trị hơn đất luôn phải không anh? Mà bây giờ là cũng như thí dụ mình nói là cái điện lên rồi cái nói cái này cái kia, tôi mà tôi có đụng chạm tới ai đâu trời. Dạ. Phải tôi lại nhà người ta, tôi lấy đất hay tôi chữ người ta thì điện lên chứ. Không có điện lên phải số này của Năm sầu riêng không, rồi nghe chữ người ta là bảy tầm ba gì đâu không trời, mình còn chưa dễ mình nữa chứ bắt người ta dễ làm dễ mà làm sao dễ. Bây giờ tôi đi, bây giờ tôi có vợ mà nếu mà vợ là không có hợp nhau thì làm sao ạ? Rồi bên kia là cũng như thí dụ con ta không chịu, cha mẹ ta không chịu. Rồi một bên thì cũng kết nối được là một bên thì là con cái thì được mà tờ giấy không có đó, nó cũng mấy bên cộng đồng mạng đâu có biết được. Nói đúng không? Nói lại anh Năm ơi, tại vì đâu có biết được, trong cái cuộc sống của anh Năm là anh Năm mới biết chứ là bên cộng đồng mạng nhiều khi không biết nói sao mà cái này cái kia là đi nhiều người mà sao mà cái gì vậy hoài.
tiếp thu ý kiến, ví dụ ý kiến nó đúng là gì mình cảm thấy mình lố quá thì ok tiếp thu ý kiến cái đó hợp lý. Chứ bây giờ cái người kia đó như thí dụ là Binh là em Dân đó thấy rõ ràng không? Thẩm Dân đó là cũng như mà con ta chữ đàng hoàng có không? Em còn phiên đúng không? Còn phiên có gan. Thôi đừng nói chuyện cũ nữa. Nó gì? Thôi vậy bỏ qua đi năm anh chị nè. Bỏ qua đi. Mình chia sẻ hôm nay thông báo vậy thôi, thông báo luôn rồi đó là chỉ còn 9 giờ rưỡi là kết thúc kết thúc rồi nữa. Thông báo luôn. Hồi nãy là anh Năm vừa ra Thế Giới Di Động bà sắm một cái sim Viettel. Nói theo rằng là cũng đã xác minh danh tính xong xuôi này nào đầy đủ hết trơn rồi. Phải có chụp hình giống như kiểu mà lên 24 hồi nãy tưởng là anh vô tới em tưởng là lên 24 giờ không à. Tưởng lên 60 giây không anh Năm. Nó kỹ ha. Kỹ quá. Chụp hình xác minh khuôn mặt hình, đầy đủ hết xong giấy chứng minh rồi đàng hoàng. Chứng minh thiệt đàng hoàng. Thì nói chung rằng cái sim này thì mình rút kinh nghiệm. Mình cũng lo làm cái công việc của mình. Mình không có giao du với ai nhiều. Rồi lỡ khi nghe những cái lời ra lời vào nó sẽ không có hay. Ví dụ mà mình đăng những cái cuộc sống hàng ngày mình có những cái clip mà vui vẻ ẩm thực nấu nướng thì rất là thoải mái ăn Năm ha. Đi rồi. Thôi rồi. Chào đi ăn Năm rồi ơi. Chào kết thúc video luôn. Chào bây giờ là chào cũng như cộng đồng mạng và với anh em với chị em là nước trong nước ngoài là cũng như chào anh em phi tấp là cũng như là một lời chào thân thương nhất rồi cảm ơn luôn rồi vô, chào vô, mấy anh em vô nằm dưỡng bệnh đi rồi. Nằm đi Năm ơi. Nằm. Dưỡng bệnh cả. Nghỉ ngơi, nghỉ ngợi gì đấy nhé. Không, không.